Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay Túi Da Nhật Cần Thơ sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm mới. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Đầu tiên là một cái cặp ha, rất là đẹp, da mộc, màu nâu, có thương hiệu, kích thước, bề ngang là 42, chiều cao là 30 và cái bề dày là 11 ha, để mình xách tay như thế này. Có thương hiệu của Lindon ha, thương hiệu Sweatcom. Và bên trong lót sạch đẹp ha. Một chiếc cặp này mình sắp đi hộp đều rất là đẹp luôn ha. Nó dạng cổ điển và cái chất da rất là độc đáo. Một ngăn ở đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Ở đây sẽ có một cái ngăn nhỏ ở đây, tập đẹp hết ha. Và ngoài ra chiếc cặp này sẽ còn chìa ha, còn khóa chìa đầy đủ như thế này, mình sẽ có thể mình đóng lại được ha. Đây cái chìa, còn chìa đầy đủ, rất là đẹp luôn. Và bên trong ha, có thương hiệu Made in Japan, hàng từ Nhật về, da rất là chất và đẹp. Ở đây ha, vậy mình xách tay như thế này, da thật 100% ha. Đây là màu nâu sô cô la, một ngăn ở đây và nhiều ngăn bên trong, khóa còn rất là đẹp luôn. Còn khóa chìa ở đây nó sẽ có một cái vết ha, vết xước nhỏ thôi. Lên dùm shop một cái mã là 2390 890k. Da mộc rất là đẹp luôn, còn thơm mùi da. Và cái đến đó là một chất liệu là da bò sáp ha, vừa vintage và rất là cổ điển. Phải shop chỉnh cái màn hình lại cho mình thấy bên trên luôn ha. Vintage cổ điển, da quá là dày, da mộc ha, da rất là lâu mới làm được một chiếc túi như thế này ha. Bề ngang là 28, chiều cao 36 và cái bề dày 16, da thật 100%. Đây cái chất liệu da như thế này ha, đó, da quá là dày dặn, bò sáp và dây full da hết ha. Chất liệu là da quá là đẹp ha. Và dạng bút miệng thì ở đây sẽ có hai cái ngăn nhỏ ở đây, mình gài lại như thế này. Da thật 100%, rất là dày. Và ở đây mình mở cái ba lô này ra thì đó, mình mở cái ba lô này ra thì đây là nguyên một cái tấm da nè bên trong. Bên trong da thật 100%, đó, rất là dày dặn và có một cái khóa kéo miệng đây. Ba lô cổ điển vintage, da bò sát. Từ lâu rồi em mới về được một cái ba lô mà chất như vậy ha. Mình rút lại như thế này, đó, quá là đẹp. Lên dùm shop một mã ha. Dạng bút két, bút miệng và da cực kỳ dày ha. Và cái mình đeo lại cũng rất là cổ điển luôn, như thế này. Và mình sẽ sọt vào ha, sọt vào như thế này, đó, gài lại giữ cho chiếc túi mình rất là chắc. Lên dùm shop một cái mã là 2497, 1.500.000. Da bò sáp Và kế đến đó là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp da bò hạt, da thật 100%, kích thước bề ngang, là 40, chiều cao 31 và cái bề dày là 7 nhá, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là đẹp luôn. Da thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một cái phát có miệng ở đây. Bên trong là lót sạch đẹp, bên trong lót da ha, và một ngăn ở đây để mình đựng laptop, một ngăn chuyên dụng. Cái thương hiệu là thương hiệu Hermes ha, của Pháp, một ngăn ở đây. Bên trong là lót da xịn sò như thế này ha, một ngăn đây, và thương hiệu là Hermes của Pháp ở đây. Quá là đẹp luôn. Da bò hạt và dập hiệu thương hiệu Hermes của Pháp. Để mình xách tay. Quá là dày dặn và chắc chắn. Và đeo chéo lên dùm shop một cái mã là 2455 690. 2455 690. Để shop đó là cái kích thước của chiếc túi này ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 39, chiều dài là 7 ha, chiều cao là 30. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay, và đó là một chiếc ba lô có thương hiệu Anaclean. Ba lô này mình đeo ba lô rất là đẹp luôn ha, da thật 100% và thương hiệu khá là nổi tiếng Anaclean của Mỹ ha. Kích thước bề ngang, là 31, chiều cao là 35 và cái bề dày là 12. Để mình xách tay và mình đeo ba lô đều được ha, da thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp, và dây đeo ba lô là full da toàn bộ ha, full da toàn bộ, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp hết Anaclean, và một ngăn ở đây là sạch đẹp, nhập hiệu thương hiệu Anaclean ở đây, có một cái khóa kéo miệng đây, lót là sạch đẹp hết thương hiệu Anaclean. Hai ngăn ở đây sạch đẹp, vật hiệu Anaclean. Quá là đẹp. Mình có thể mình đựng tầm 3 bộ đồ ha, 3 tới 4 bộ đồ thương hiệu Anaclean. Da rất là chắc, lên dùm shop một cái mã là 2501 ha, 890, 2501 890. Để shop đo lại kích thước của chiếc túi này ha, bề ngang là 30, chiều cao là 36 và cái bề dày là 12. Và kế đến đó là một chiếc túi, một chiếc cặp laptop ha, có thương hiệu Binbilo, dập nổi trên cái miếng da đây, và cái này là da kết hợp với vải dù. Chắc chắn. Kích thước bề ngang 39, chiều cao 27 và cái bề dày là 9 ha. Xách tay và đeo chéo thương hiệu Binbilo, da thật 100%, kết hợp với vải ha, vải dù chắc chắn. Những cái đường dây là da hết, màu nâu là da, còn màu xanh là vải dù ha. Một ngăn ở đây nhập hiệu thương hiệu Binbilo, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, nhập hiệu thương hiệu Binbilo, và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp. Hai ngăn ở đây, đựng bút đựng viết, và một ngăn ở đây, bên trong có thương hiệu Binbilo và có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha, da thật 100%. Để mình xách tay và mình đeo chéo ha, làm cặp laptop rất là đẹp luôn. Và dây đeo chất liệu là vải dù ha, dập hiệu của thương hiệu khác. dây kèm theo. Lên dùm shop một cái mã là 2467 590, 2467 590. Và cái đến đó là một chiếc túi, một chiếc cặp phát laptop giá thật 100%, màu xanh, kích thước bề ngang là 40, chiều cao 28 và cái bề dày là 8. Để mình sắp tay như thế này, da thật ha. Ở đây sẽ có một cái phát cá miệng, một nhân ở đây và một nhân ở đây. Sạch đẹp ha, và một nhân ở đây. Là sạch đẹp hết ha, một ngăn cái này để đựng laptop và hai ngăn cái này, và thương hiệu dập đỏ trên dưới miếng da. Lên dùm shop một cái mã là 0489 409. Và một chiếc cặp có thương hiệu ha, thương hiệu rất là nổi tiếng, Đất Lindon, giá thật 100%. Dây đeo dập hiệu thương hiệu Đất Lindon ha, dây này zin của chiếc túi ha, kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30 và cái bề dày là 8 ha. Xách tay và đeo chéo, da thật 100%. Thương hiệu Đất Lindon, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Đất Lindon hết. Ở đây và ở đây dập hiệu thương hiệu Đất Lindon sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp, và một cái ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong sẽ có một ngăn chuyên dụng để đựng laptop, bên trong lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Đất Lindon, và có một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Đất Lindon, sạch đẹp hết ha. Và ở đây đựng bút, đựng viết, hai ngăn ở đây, và có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết ha, thương hiệu Đất Lindon. Xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop một cái mã là 2422 890k, 2422 890. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Mexican, thương hiệu này của Mỹ ha, kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 24 và cái bề dày là 6. Để mình đeo chéo là ok, da thật 100% đây. Và đây sẽ có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây là bự nhất ha, bên trong dập hiệu thương hiệu Mexican, và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp. Hai ngăn nhỏ ở đây là sạch đẹp hết ha, da thật 100%. Lên dùm shop một cái mã là 2430 590, 2430 590. Và cái đến đó là một chiếc ba lô thương hiệu Monsac, rất là chắc ha, để mình vừa xách tay và mình vừa đeo ba lô cổ điển ha, rất là đẹp. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao 35 và cái bề dày là 13. Ở đây sẽ có đựng bút, đựng viết như thế này, da thật ha, và dây để mình đeo thương hiệu Monsac, dập nổi trên cái đinh ốc ha, và một ngăn ở đây, bên trong là sạch đẹp hết ha. Và ở đây sẽ có hai cái nút, thì hai cái nút thì ở đây thương hiệu Monsac, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Monsac, và có hai cái nút gài lại như thế này. Ở đây mình gài lại ba lô, da thật 100%, da rất là dày nha, để về mình xách tay và mình vừa đeo ba lô. Lên dùm shop một cái mã là 2500 ha, 890. 2500 890. Và cái đến đó là một chiếc túi ha, có thương hiệu màu xanh lá, da thật 100%, kích thước bề ngang là 43, chiều cao là 30 và cái bề dày là 13 để mình xách tay và mình đeo vai, da thật 100% ở đây. Đây để mình đeo vai. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, da thật 100%. Và ở đây mình mở ra thì mình sẽ nhấn hai cái nút này vào ha. Và thương hiệu dập nổi ở đây. Da rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp. Một nhăn này và thương hiệu Made in Italy. À, thương hiệu này của Italy. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây, một ngăn đây và một ngăn đây, lót là sạch đẹp hết, da thật. Xách tay và đeo vai. Lên dùm shop một cái mã là 2439 ha, 690. 2439 690. Và cái đến đó là một chiếc cặp giá thật 100%. Đây một chiếc cặp ha, để mình xách tay và mình đeo chéo. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao 29 và cái bề dày là 12 để xách tay như thế này. Và để mình xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng. Một ngăn đây chuyên dụng để đựng laptop ha, da thật. Và hai ngăn nhỏ đây. Ở đây đựng bút đựng viết. Và thương hiệu Made in Italy. Thương hiệu này của Ý ha. Những chiếc túi thương hiệu Ý đẹp. Mình yên tâm về chất lượng ha. Da rất là đẹp luôn. Để mình xách tay. Và chiếc túi này thì mình sẽ có thể mình để đồ được ha, để đồ khoảng 3 bộ đồ. Chiếc túi này cũng khá là rộng, vừa đựng đồ và dựng laptop đều được ha. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 0522 609. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai, rất là vintage và cổ điển á. Thương hiệu này khá là nổi tiếng của Pháp. Đây thương hiệu của Pháp á, hình con ngựa. Và ở đây thương hiệu dập nổi trên kiếm da. Mình có thể mình xách tay và mình đeo vai, dạng 2 nắp, khoen khóa đồ, rất là ok. Chất liệu là da canvas của hãng, kết hợp với da mộc ha, da thật. Những cái dây màu nâu, đường viền màu nâu là da thật hết á, khoen khóa còn sáng bóng, da thật. Và ở đây hai cái nút hít 500 sẽ có hai nắp riêng biệt ha. Một nắp thế này sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và thương hiệu dập nổi trên Made in Italy. Và hai cái nút hít 500 khá là chắc ha. Hít 500 đây thì mình gài lại như thế này, khá là chắc. Và một cái nắp bên đây để mình đựng đồ. Bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 2411 ha, 790k. 2411 790. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu Carlos Anderson, da thật 100% ha. Bên trong là lót dập hiệu thương hiệu, kích thước bề ngang là 40, chiều cao 29 và cái bề dày là 9 để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok. Thương hiệu Carlos Anderson ở đây và một ngăn ở đây. Carlos Anderson là thương hiệu Scotland ha, sẽ có hai ngăn ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, da thật 100%. Ở đây một ngăn ở đây, ở đây là miếng test da luôn ha, da xước vân tâm, và hai ngăn ở đây để bút viết và một ngăn nhỏ ha. Bên trong là vật hiệu thương hiệu Carlos Anderson và dây đeo chéo vật hiệu thương hiệu Carlos Anderson. Lên dùm shop một cái mã là 2457 ha, 690, 2457 690k. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo phía trước dập hình một cái sừng trâu, da thật 100%. Kích thước bề ngang là 26, chiều cao 26 và cái bề dày là 9 để mình đeo chéo rất là ok, da thật đây. Và đây sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây, có một cái khóa cái miệng ở đây, sạch đẹp hết ha. Và dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn và sẽ có hai ngăn, một ngăn ở đây lót bên trong là sạch đẹp ha. Hai ngăn vào đây thì sẽ vào thẳng bên trong luôn, và một ngăn bự nhất ở phía sau. Phía sau thì nó sẽ có một cái ngăn nhỏ hơn ha, và một ngăn bự nhất thì ở đây. Bên trong là lót sạch đẹp hết ha, da thật 100%. Có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp. Da thật 100%. Sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Túi này được 3 ngăn, da thật hết ha. Lên dùm shop một mã hai bốn một hai năm trăm chín. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Binbilo, da thật 100%, màu nâu sô cô la, kích thước bề ngang là 30, chiều cao 28 và cái bề dày là 10 để mình đeo chéo rất là ok ha. Thương hiệu Binbilo này. Và đây sẽ có một nút thích 500, thích lại rất là chắc, và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Bên trong dập hiệu thương hiệu Binbilo và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp, và hai ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, da rất là chắc. Thương hiệu Binbilo. Lên dùm shop một cái mã là 2458 ha, 490, 2458 490. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo rất là đẹp ha, có thương hiệu, kích thước bề ngang là 24, chiều cao 26 và cái bề dày là 8 ha, để mình đeo chéo rất là ok. Thương hiệu ở đây, dập hiệu thương hiệu ha. Phía sau có một cái khóa chống miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Và thương hiệu dập nổi trên miếng kim loại, và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp ha, có một cái khóa chống miệng ở đây sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 2418 590. và một chiếc túi treo chéo ha, có thương hiệu SL, kích thước bề ngang 23, chiều cao 26 và cái bề dày là 7 ha. Cái mình đeo chéo rất là ok, nhỏ gọn và xinh xắn. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây sẽ có hai nút 500 và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây, thương hiệu SL, và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp, nhỏ gọn và xinh xắn, và có một cái nắp để mình đậy lại. Một ngăn đây và một ngăn đây là bự nhất, và phía sau còn có một ngăn nhỏ nữa ha. Bên trong là lót vải là sạch đẹp hết, dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Lên dùm shop, lên dùm shop một mã là 0472 409, 0472 409. Hôm nay shop sẽ giảm còn 350 ha. 0472 350k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang 31, chiều cao 22 và cái bề dày là 10 ha, để mà xách tay và mình đeo vai. Da thật ở đây. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp, hết 500, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lót da sạch đẹp và có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Xách tay và đeo vai đều được, da thật 100%. Lên dùm shop một cái mã là 9993 409. Nay shop sẽ giảm còn 300 ha. 993 300k. Và một chiếc túi xách tay giá thật 100%, nhỏ gọn và xinh xắn, khoan phá còn vàng ươm, kích thước bề ngang 300, chiều cao 21 và cái bề dày là 10, để mình xách tay như thế này, vintage ha, da thật. Ở phía sau sẽ có một ngăn đây, bên trong lót da, và một ngăn ở đây là bự nhất, thì bên trong lót sạch đẹp hết, và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp ha. Lên dùm shop một cái mã là 9989 ha, 509. Hôm nay shop sẽ giảm còn 350 ha. 9989 350. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Zip Lay. Xách tay đeo chéo vintage ha. Da rất là đẹp, kích thước bề ngang 28, chiều cao 20 và cái bề dày là 6 ha. Xách tay và đeo chéo da thật ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ha. Bên trong lót vải sạch đẹp. Và ở đây mình mở ra thì sẽ có một ngăn đây, một ngăn đây, hai ngăn ở đây, da thật ở đây, và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo ha, da thật 100%. Lên dùm shop một cái mã là 6896 409 ha. Hôm nay shop sẽ giảm còn 300, 6896 300. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai, bơm ngựa ha, bơm ngựa ở phối với da thật, kích thước bề ngang 25, chiều cao 20 và cái bề dày là 9. xách tay và mình giơ vai khá là đẹp ở đây. Vòm ngựa ha, ở đây là phối với da, và đây là vòm ngựa ha. Những cô chú nào làm ăn kinh doanh thì mua một chiếc túi này thì sẽ thuận lợi ha, rất là thuận lợi phong thủy. Một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 9950, 1 triệu. Hôm nay shop sẽ giảm còn 600 ha, 600.000 thôi. 9960, 600. Và cái đến đó là một chiếc túi có thương hiệu Nicola Miller của Ý. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 24 và cái bề dày là 12. Xách tay và đeo vai, thương hiệu của Ý ha, Nicola Miller. Và đây sẽ có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lớp vải sạch đẹp và hiệu thương hiệu Nicola Miller. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Và có một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Nicola Miller của Ý. Và gọn nhẹ và xinh xắn. Một ngăn đây sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã là 6821 ha, 450. Hôm nay shop sẽ giảm còn 390. 6821, 390. Và cuối cùng đó là một lết cầm tay thương hiệu Kot, màu hồng, kích thước bề ngang là 30, chiều cao 14 và cái bề dày là 5. Để mình cầm tay như thế này và mình sọt tay vào đây, da thật 100%, thương hiệu Kot, dập nổi trên miếng da và có một cái khóa kéo miệng đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Kot của Mỹ ha. Còn cái mã Kot đây, có một cái khóa kéo miệng đây. Lên dùm shop một cái mã là 7879 ha, 790. Hôm nay shop sẽ giảm còn 490 ha, 7879, 490. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Tạm biệt cô chú anh chị.